Dạ, Dương xin mến chào quý vị khán giả và các bạn. Cũng thời gian gần đây thì Dương có một vài công việc gia đình á, nên hôm nay thì Dương mới lại gửi đến mọi người thêm được một video mới về một địa điểm chay mới ở Sài Gòn cả nhà ha. Thì hôm nay em đang có mặt trên con đường Vũ Huy Tấn, cụ thể là đối diện với địa chỉ là 54A đường Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh. Và bên này sẽ là chung cư Lô B ha. Chung cư Lô B, khu dân cư Miếu Nội, phường 3, quận Bình Thạnh. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người tiếp tục một xe bánh mì chay mới trong hệ thống bánh mì chay Go Vegan của chị Duy. Dạ, một xe bánh mì chay nho nhỏ ha, nhưng mà tất cả đều theo một cái format chung của hệ thống bánh mì chay Go Vegan của chị hết. Đó, thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một xe bánh mì chay mới ở trên quận Bình Thạnh, để quý vị khán giả nào có ở khu vực này thì có thể có những sự lựa chọn về những bánh mì chay chất lượng ha. Rồi bây giờ thì khoảng cỡ tầm hơn 6 giờ sáng em sẽ bước vào trong để trò chuyện với chị Duy cũng như là chị chủ xe bánh mì, để xem giờ giấc hoạt động như thế nào ha, và lý do vì sao chị lại chọn bánh mì chay để mở khu vực này. Rồi phía trước sẽ là một cái menu đây bánh mì chả, bánh mì pha lấu, bánh mì thập cẩm, cũng giống như những chi nhánh khác thôi cả nhà ha. Dạ, chung cư Lô B ngã ba Vạn Kiếp, Vũ Huy Tấn, và số điện thoại hotline của nhà chị chủ. Rồi cùng bước vào trong trò chuyện cùng với em nha. Chắc là cũng lâu rồi thì mới quay lại cho quý vị khán giả ha. Thêm một xe bánh mì mới của chị Duy nằm ở khu vực Bình Thạnh. Bây giờ là khoảng cỡ tầm như ta gần 6 giờ rưỡi sáng. 6 giờ rưỡi sáng nha cả nhà. Dạ, hôm nay thì khai trương thì mình trên xe này có những loại bánh mì gì vậy chị Duy? Đầy đủ em, bánh mì pha lấu, mì bì chả ba tê, mì thập cẩm á. Ồ, cái miếng pha lấu hôm nay em phải cắt cái khác rồi ta? Cắt cho nó gọn á. Mình là cũng dễ nữa, mình để một miếng dài vô đó xong rồi. Dễ. Nhìn cũng đẹp hơn nè, hấp dẫn hơn nè. Chung là sau nhiều xe thì những xe về sau thì càng ngày càng đẹp hơn. Đúng rồi, đây là những cái món topping quen thuộc ha, chả, bì, pha lấu, pate, nước sốt và đồ chua. Cái này là mình làm trước để bán cho khách hay sao chị Duy? Bữa nay hình như là bên ngân hàng đặt 35 ổ để sáng. Nhưng mà khai trương thì được mọi người ủng hộ. Chúc chị khai trương hồng phát luôn. Tí nữa Dương sẽ trò chuyện với chị chủ xe ha. Chị đến quý vị khán giả nhé. Khu vực này là rất là đông đúc luôn á. Chưa nhiều người biết đâu chứ. Cái này là khu vực gần với chung cư Miếu Nội nha cả nhà. Còn bì này mình có chọn thịt chả gì vô đó không chị? Mình sẽ chọn tàu hũ á. Tàu hũ với lại khoai môn. Với lại miếng. Tùy theo chỗ mà người ta thích á. Có nhiều người sẽ dùng nguyên liệu là cái gà lắc chay, nhiều người sẽ dùng đậu hũ. Có nhiều bạn sẽ thêm thời lại dùng củ sắn. Nói chung mình là linh hoạt, cho mình cũng không có nhất thiết là mình không có nhất thiết là một loại dùng chị ha. Một loại á, thì theo các bạn thích. Ngày từ sau có một anh ở An Giang lên á. Vậy hả chị? Xong rồi chắc là chị cũng nhờ ảnh luôn mở rộng thị trường ở dưới á. Vâng. Ai cần thì ảnh sẽ setup luôn. Rồi lâu lắm chị Duy mới lên sóng đó cả nhà ơi. Sài Gòn xong thì bắt đầu sẽ phát triển đến cái tỉnh ha. Tại vì tỉnh thì họ thực sự là bánh mì đồ chay rất là hiếm luôn á. Đúng rồi. Nên phát triển được rất là tốt. Chị đang dồn vào trong cái túi. Chị nên bỏ nhiều vô cho nó dễ chị ạ. Dạ, nó chật thì nó sẽ không bị lung, nó không bị ấy xê dịch đó chị ạ. Đúng rồi. Đây ha, chị đang dồn bịch ha. Đó, một cần xé nè. Cái bên này đó là hay luôn, tại vì ngày khai trương nó có một cái cần xé bánh mì luôn, đó là ưu tiên đó. Đó, bánh mì ha, quá trời. Rất là nóng hổi luôn á.
mà làm 30 mấy ổ, lần đầu tiên chắc là phải 2 người làm chị ha. Chị chưa quen đâu. Chị mới tay chân còn lận đận. Vâng ạ, à, từ từ sẽ quen ạ. À. Giới thiệu cả nhà ha. Dạ đây, đây là chị chủ xe bánh mì. Dạ xin lỗi nha, cho em hỏi chị tên gì ạ? À, chị là chị Trung. Chị Trung ạ, dạ. Cái khu vực này cả nhà ơi thì là nếu mà tìm thì địa chỉ sẽ đối diện là số 54A Võ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh nha cả nhà. Đối diện luôn. Bên này là chung cư gì vậy chị Trung? Chung cư Lô B em. À dạ, chung đó, chung cư Lô B. Là khu dân cư Miếu Nổi ấy nha cả nhà. Đó, con đường là con đường Vũ Huy Tấn, là con đường dọc với cách ngang với đường Đinh Tiên Hoàng phía ngoài ấy cả nhà. Chị ơi, cơ duyên gì mà mình lại mở một xe bánh mì chay để mình bán ở khu vực này chị? Cơ duyên hả? Dạ. Có lẽ là do chị ăn chay trường. À, chị ăn chay trường. Chị ở Vũ là có một cái gì đó bán chuyên về chay. Dạ. Chị ăn chay trường lâu chưa ạ? À, chị mới ăn được khoảng gần 3 năm ạ. À, dạ. Trời, xin nhớ ai ăn chay trường cũng nhìn cũng rất là xinh đẹp hay sao á. Được bao nhiêu ổ rồi chị? 2, 4, 6, 10, 12 ổ. Dạ, mười mấy ổ rồi. Ờ, chà, chị biết cái thương hiệu Go Vegan của chị Duy là qua cái hình thức nào vậy chị? Chị nghĩ là chắc cũng có cái duyên đó. Vâng hả? Và khi mà tìm hiểu về cái mà mình tính bán á, thì dạ, có, chị có search trên web. À vâng. Thì tình cờ là chị thấy cái xe bánh mì của chị Duy. Dạ. Sau đó thì chị tìm hiểu mấy cái đại lý gần nhà qua anh thử. À, gần đây là có bên Võ Thị Sáu. Dạ, vâng ạ. Tức là mình cũng phải tìm hiểu, sau đó thì chị mới liên hệ với Duy. Vâng ạ. Chị Duy rất là nhiệt tình. Nhiệt tình lắm, nhiệt tình và dễ thương nữa. Dạ. Vậy là chị đã qua bên nhà hàng chị Duy chưa ạ? À, chị qua rồi. Vâng. Qua hôm đi để học và mấy công sức. Dạ. Ồ, vậy là những cái phá lấu này là lần đầu tiên là vẫn lấy với nhà hàng đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Tức là chị chiên ở bên đó luôn là chị. Vâng ạ, à, còn pate và đồ chua là cái này là chắc chị tự làm. Đồ chua là chị hướng dẫn công thức à, bên vâng. đó rồi về dọn vô. Dạ. Phá lấu thì cũng bên đó chiên xong rồi đem về làm suốt dạ. À dạ vâng ạ. Đó, khu vực này rất là đông đúc luôn cả nhà ơi, thấy chưa? À, khách hàng có thể đi ngang vô thấy một xe bánh mì chay màu sắc thì rất là bắt mắt luôn ha. Khu vực đây là khu vực đông đúc và như bậc nhất của Bình Thạnh luôn á. Hai chị bán bánh mì vô cùng xinh đẹp. Hôm nay là bán là thập cẩm hết rồi đúng không chị? Ngày khai trương là thập cẩm A, khai trương đồng giá 15 nha. Cũng lâu lắm rồi, chưa ăn được ổ bánh mì của Go Vegan nha cả nhà, tí nó thưởng thức thôi. Lâu ăn rồi, không ăn nhớ quá. Cả nhà ha, thì hôm nay bây giờ Dương sẽ thưởng thức ổ bánh mì Go Vegan tại chi nhánh ngay ngã ba Vạn Kiếp với lại Vũ Huy Tấn của Bình Thạnh nhé. Cũng lâu rồi thì em mới được ăn lại ổ bánh mì của Go Vegan chị Duy nè. Thì những topping thì vẫn là những quen thuộc thôi, và những cái món như là nước sốt và pate thì rất là đặc biệt luôn so với những tiệm bánh mì chay khác ha. Đó, một ổ bánh mì hôm nay đồng giá 15.000 rất là hấp dẫn bên trong ha, thấy đầy đủ các loại topping luôn.
từ chả lụa cho đến bì, cho đến pate, cho đến sốt, cho đến pha lấu. Còn đây đây các chị đang làm khoảng 35-40 ổ để giao cho khách hàng nhân dịp khai trương ha. Rồi. Mời cả nhà ăn sáng nha, hôm nay em đi cũng hơi sớm. Lâu rồi tại vì có một vài công việc gia đình á nên không gửi đến vị khán giả được những video mới về những món chay và địa điểm chay, thì mong mọi người thông cảm và vẫn luôn ủng hộ kênh của em nhé. Chung là đừng có bỏ em. Sau sắp tới thì khi ổn định công việc thì em sẽ tiếp tục và gửi đến mọi người thêm nhiều món ăn và những quán chay mới hơn ở những khu vực khác ở Sài Gòn. Rất là đậm đà luôn ha. Mấy chị bán không kịp ngơi tay luôn á. Nãy giờ uống nước cho chị Duy. Nãy giờ là chị không ngơi tay luôn, chưa ngồi được xíu nào luôn cả nhà. Bữa nay khai trưa mọi người đặt ra từ sáng giờ tổng cộng là 50 ổ rồi. Dạ. Sáng giờ dồn hơn 50 ổ. Rồi, thêm đồ, thêm pate, thêm pha lấu. Rất là thơm. Đó. Bữa là nóng hổi luôn. Nóng hổi luôn. Trời ơi, quá ngon cả nhà. Đó, pha lấu như cả nhà. Nghĩ là thèm, ăn là nhớ. Nghĩ là thèm. Pate đi bé ơi. Pate mới. Giá đông như vậy. Đó, bà tê ha, nãy giờ là món gì à, tốt cái gì cũng phải lên thêm hết á. Chắc là chị Trung sợ là ngày đầu bán không được nên chuẩn bị ít, bây giờ bán thì nhiều hơn, thì nhưng mà cái này có sẵn hết mà. Đúng rồi, có sẵn hết là mình chỉ sốt thôi. Dạ. Thêm nữa. Trời ơi. Ủa chị, sáng giờ em thấy các anh chị ngân hàng ghé nhiều hả chị hả? Sáng ra 20. Nhưng mà là bạn của chị hay sao chị? Đồng nghiệp cũ. Trước là chị làm ngân hàng chị Trung hả? Chị làm ngân hàng. Bây giờ là mình nghỉ hẳn luôn, mình bán bánh mì. Qua đó tiếp theo. Trời ơi. Nóng hổi luôn. Mới đây một tô kia, giờ lại tô nữa. Chị làm 10 sáng cho nó thơm ra. Dạ. Số lượng vượt ngoài mong đợi chị ha. Vì các bạn cũng ủng hộ á. Dạ. Nhiều hơn dự kiến. Giang ơi, chị khó chờ xíu nha. Dạ, sao chị làm gì chị?
ngày đầu khai trương Hoành Thị. Chờ ăn ngon ngon nha. Chờ đúng không giờ? Chờ ăn ngon. Chị ăn trước, chị ăn trước bên ổ luôn không? Dạ. Ở đây tới giờ thì Dương thấy các cư dân ở chung cư bước xuống mua bánh mì chay ăn rất là tiện luôn đó mọi người. Đó ha. À, đi bước xuống đi làm nhưng mà bước ra là xe bánh mì chay luôn, mới mở luôn, hấp dẫn luôn. Nên mọi người ghé mua rất là đông. Hai ba người làm không kịp. Ồ, cô nói ở đây nhiều người ăn chay trường. Ba hướng tới ăn chay nhiều. Dạ. Rồi. Hai bên hai bịch hết bánh mì luôn. Chưa không ngờ bên này lại đông khách hàng ăn bánh mì chay đến như vậy luôn á. Rồi nãy giờ Dương quay cũng hơi dài ha. Hôm nay Dương giới thiệu đến mọi người thêm một địa điểm bán bánh mì chay nữa trên con đường Vũ Huy Tấn giao với đường Vạn Kiếp thuộc phường 13, phường 3 quận Bình Thạnh ha. Đó, một chi nhánh mới của hệ thống bánh mì chay gần chị Duy. Rất vui là chi nhánh này được khách hàng đón nhận rất là nhiều luôn. Sáng giờ thì các loại topping như là chả pate rồi pha lấu thì đều phải lên 2-3 lần hết á, và các bạn phụ rất là đông mới có thể làm kịp giao đi cho bạn bè, người quen và khách hàng. Xin kết thúc video tại đây nhé, hẹn gặp mọi người trong những video lần sau ạ.